Các học sinh mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách cánh diều bài 38, viết các số đo đại lượng dưới dạng số tập phân tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách cánh diều bằng cách là mở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, trước hết là chúng ta có tình huống như sau. Chiếc lá dài bao nhiêu cm? Quan sát chúng ta nhận thấy từ 0 đến 5 là 5 cm. 1 cm được chia thành 10 phần bằng nhau thì mỗi phần chính là 1/10 cm. Như vậy chiếc lá dài 5 và 1, 2, 3, 3/10 cm. 5 và 3/10 chúng ta có thể viết thành số tập phân có phần nguyên là 5. Mẫu có 1 chữ số 0 thì phần tập phân phải có 1 chữ số. 3 vừa đủ 1 chữ số, kem đặt vào phần tập phân. Như vậy 5,3 cm. Rồi các em có thể tìm theo cách thứ hai. Từ 0 đến 5 tức là 5 cm. 5 cm bằng 50 mm. Các em đếm thêm 51, 52, 53. Như vậy chiếc lá dài 53 mm. Ở đây các em sẽ đổi 53 mm bằng bao nhiêu cm? Ta biết là 1 cm bằng 10 mm. Như vậy nếu đổi ngược lại từ mm ra cm thì các em phải chia cho 10. Các em lấy 53 chia 10. 53 các em hiểu là 53,0. Chia cho 10 thì các em chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, ta được số 5,3. 53 mm bằng 5,3 cm. Rồi cụ thể các em vào phần bài tập 1. Các em điền số thích hợp câu A. Câu B. 6,8 m bằng bao nhiêu decimet? Trước hết các em phải nắm được 1 m bằng 10 decimet. Như vậy đổi từ mét ra decimet thì các em nhân với 10. Các em lấy 6,8 nhân 10. Nhân với 10 thì các em chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số, ta được số 68. 68 decimet. Đổi từ mét ra cm thì các em biết là 1 m bằng 100 cm. Như vậy đổi từ mét ra cm thì các em nhân với 100. 0,5 nhân 100. Nhân với 100 các em chuyển dấu phẩy của số tập phân sang bên phải hai chữ số. Bên phải của dấu phẩy nó chỉ có một chữ số thôi. Như vậy thiếu một chữ số nữa thì các em viết thêm 0 vào. Ta được 50. Rồi đổi từ mét ra mm thì các em nhân với bao nhiêu? 1 m bằng 1000 mm. Tức là các em nhân với 1000. 0,07 nhân 1000. Chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Vì số 1000 nó có 3 chữ số 0. Các em chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Nhưng bên phải của dấu phẩy nó chỉ có 2 chữ số thôi. Thiếu 1 chữ số nữa, các em viết thêm 0 vào, sau đó các em chuyển. Ta được số 70. Đổi từ km ra mét thì các em nhân với bao nhiêu? 1 km bằng 1000 mét. Như vậy các em nhân với 1000. 0,23 nhân với 1000. Nhân với 1000 các em chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Nhưng bên phải của dấu phẩy nó chỉ có 2 chữ số thôi. Thiếu 1 chữ số nữa các em thêm 0 vào. Sau đó là các em mới chuyển. Ta được số 230.
Câu B. Đổi từ đề si miết ra miết. À, các em lưu ý, đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì các em nhân. Còn đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn thì các em chia. Cụ thể ta biết là 1 mét bằng 10 đề si miết. Vậy các em chia cho 10. 5, 7 chia 10. Chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, ta được số 5,7. Tiếp theo, đổi từ cm ra mét. 1 mét bằng 100 cm. Vậy nếu đổi ngược lại thì các em chia cho 100. Chia cho 100, chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số, ta được 1,32. Đổi từ mm ra cm, ta chia cho bao nhiêu? 1 cm bằng 10 mm. Như vậy ta chia cho 10. 86 chia 10. Chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, ta được 8,6. Đổi từ mét ra km, ta chia cho bao nhiêu? À, 1 km thì bằng 1.000 mét. Như vậy ta chia cho 1.000. Chia cho 1.000, chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số, ta được 1,291. Bài tập số 2, kèm điền số thích hợp A, B. Đổi từ tấn ra tạ, ta biết 1 tấn bằng 10 tạ. Như vậy đổi từ lớn ra bé, đổi từ tấn ra tạ, ta nhân với 10. Nhân với 10 thì các em chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số, ta được số 75. Đổi từ tạ ra kg, 1 tạ bằng 100 kg. Như vậy đổi từ tạ ra kg, ta nhân với 100. 0,5 nhân 100. 100 nó có hai chữ số 0. Như vậy nhân với 100, các em chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Nhưng bên phải của dấu phẩy nó chỉ có một chữ số thôi. Thiếu một chữ số nữa, các em thêm 0 vào sau 5. Sau đó các em mới chuyển, ta được số 50. Đổi từ tấn ra kg. Ta biết 1 tấn bằng 1.000 kg. Như vậy đổi từ tấn ra kg thì các em phải nhân với 1.000. Nhân với 1.000, các em chuyển dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số. Nhưng ở đây bên phải của nó chỉ có 2 chữ số thôi. Thiếu 1 chữ số nữa, các em viết thêm 0 vào, ta được 70. B. 43 tạ bằng bao nhiêu tấn? Ta biết 1 tấn bằng 10 tạ. Vậy nếu đổi từ tạ ra tấn thì các em phải chia cho 10. Chia cho 10, chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, ta được số 4,3. Đổi từ kg ra tạ, ta chia cho bao nhiêu? 1 tạ bằng 100 kg. Vậy ta chia cho 100. Chia cho 100, các em chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số, ta được số 1,52. Đổi từ kg ra tấn, ta chia cho 1.000. Chia cho 1.000, các em chuyển dấu phẩy sang bên trái 3 chữ số, ta được số 2,537. Bài tập số 3, câu A. Câu B. Trước hết là đổi từ mét vuông ra đề si mét vuông. Ta biết 1 mét vuông bằng 100 đề si mét vuông. Đổi từ lớn ra bé thì kem nhân. Như vậy ở đây kem nhân với 100. 3,61 nhân với 100. Nhân với 100, kem chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số, ta được 361. Đổi từ mét vuông ra cm vuông. Ta biết là 1 mét vuông bằng 10.000 cm vuông. Vậy các em phải nhân với 10.000.
4,7 nhân với 10.000. Số 10.000 có 4 chữ số 0. Kem chuyển dấu phẩy sang bên phải 4 chữ số. Nhưng bên phải của nó chỉ có một chữ số thôi. Thiếu 3 chữ số nữa, kem thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau. Sau đó kem mới chuyển, ta được số 47.000. Đổi từ km vuông ra hecta. Ta biết 1 km vuông bằng 100 hecta. Vậy đổi từ km vuông ra hecta thì kem nhân với 100 thôi. Nhân với 100 kem chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số, ta được số 60. B. À, B là đổi từ bé ra lớn thì kem nhớ chia nha. 1 mét vuông bằng 100 decimet vuông. Vậy kem chia cho 100. Chuyển dấu phẩy sang bên trái 2 chữ số. Ta được 0,26. Ta biết là 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Nếu đổi từ mét vuông ra hecta thì kem phải chia cho 10.000. Số 10.000 có 4 chữ số 0. Vậy kem chuyển dấu phẩy sang bên trái 4 chữ số 1, 2, 3, 4, ta được số 4,5. 4,5000. Kem làm gọn phần thập phân đi, ta được số 4,5. 1 km vuông bằng 100 hecta. Như vậy đổi từ hecta ra km vuông, kem chia cho 100. Chia cho 100, kem chuyển dấu phẩy sang bên trái 2 chữ số, ta được số 1,60. Nó chính là số 1,6. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.